xuyên qua huyền huyễn thế giới, lăn qua lăng lại trên trăm năm sau, tư chất bình thường hàng lệ bày nát rồi. Xuống núi cưới vợ về sau, hắn phát hiện mình mở ra huyền huyễn thế giới phương thức không đúng. Nằm thẳng là có thể cuộc khởi, cần gì phải khắc khổ tu luyện, đánh đánh dết dết a nhiều năm sau, một cái trường sinh thế gia lặng lẽ cuộc khởi, xuất tu trải rộng chư thiên vạn giới, ở sau lưng điều khiển các đại thánh địa tiên phủ. Hôm nay, hàng lệ cao cư cửu trọng thiên, nhìn phía dưới hàng tỷ con cháu, giảng thuật lấy hắn quan huy lịch sử. Có tiên đế vượt qua tranh giới mà đến, chuẩn bị tiêu diệt hàng gia, lại bị hàng lệ trong nháy mắt diệt sát. Nhất thời chư thiên chấn động, vị hàng lão tổ kia lại mạnh như vậy. Trường sinh lưu cái gia tộc lưu, cậu đạo lưu, tiểu thuyết máu chốt. Cậu tại tiên võ cưới vợ trường sinh không đạn cửa sổ, cậu tại tiên võ cưới vợ trường sinh TXT toàn tập đao loa cậu tại tiên võ cưới vợ trường sinh chương mới nhất đọc. Chương 1 Lão tổ lại nạp thiếp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Lão tổ lại nạp thiếp Linh Quân Thành, trên đường cái Bác khiên kiệu lớn ở phía trước, đội ngũ đón dâu khổng lồ ở phía sau, dọc theo đường đi chiên trống vang đầy trời, thành thế to lớn, hướng Lý Phủ mà đi Sau đó không lâu, đội ngũ đón dâu thành công đón được Tân Nương, liền bắt đầu trở về hàng phủ. Mười dặm hồng trang, tràn đầy các tường vui mừng, trùng trùng điệp điệp, tự như một con kim long khoác hồng bào, kéo dài đến hàng phủ. Xem ra lão tổ hàng gia lại nạp thiếp rồi. Nghe nói lần này nạp thiếp là Lý Phủ Tam Tiểu Thư, xinh đẹp tuyệt trần, tư sắc khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân của linh quân thành chúng ta. Hàng lão tổ diễm phúc không ít a cũng sắp 200 tuổi còn có thể cưới được tuyệt sắc giai nhân như thế, thật làm chúng ta hâm mộ. Hàng lão tổ đây chính là đại năng, dậm chân một cái linh quân thành đều muốn rung ba cái, há là chúng ta phàm phu tục tử có thể sánh vai. Hai bên đường phố, rất nhiều người qua đường nhìn một màn rầm rộ này, trực tiếp thấp giọng nghị luận. Giờ phút này, trong ngoài hàng phủ, một mảnh vui sướng, tần khách lui tới đều mặt mang gió xuân, vui vẻ hòa thuận. Hàng phủ đã trở thành nơi náo nhiệt nhất cả tòa thành trì. Người bình thường không biết, nhưng linh quân trong thành tin tức linh thông điểm ai không biết đây là hàng gia lão tổ sau khi đột phá ít hải cảnh lần đầu tiên nạp thiết ít hải cảnh đây chính là đại năng cường giả chân chính mặc dù trong phủ thành cũng có thể xưng hùng một phương chớ nói chi là linh quân thành nho nhỏ linh quân thành trước kia mạnh nhất bất quá tiên thiên cửu trọng hàng gia lão tổ sau khi đột phá trực tiếp trở thành linh quân thành đệ nhất cường giả tuy rằng hàng gia lão tổ tiếp trận đại hạng mới đột phá nhưng đột phá chính là đột phá ít hại cảnh cùng ít hại cảnh dưới thực lực thế nhưng là chênh lệch thật lớn một mình hàng gia lão tổ có thể dễ dàng quét ngang cả tòa linh quân thành cho nên lần này hàng gia lão tổ nạp thiếp toàn bộ linh quân thành các thế lực lớn tất cả đều đến chúc mừng đưa lên các loại trân quý lễ vật chỉ vì giao hảo hàng gia dân chúng bình thường của linh quân thành cũng hết sức vui vẻ bởi vì hàng gia lão tổ mỗi lần nạp thiếp đều sẽ bày tiệc lưu động ba ngày ba đêm để cho dân chúng linh quân thành ăn uống miễn phí đây chính là rất nhiều bách tính nghèo khổ quanh năm suốt tháng ăn tốt nhất một lần tự nhiên rất cao hứng đối với hàng gia lão tổ khen ngợi có thừa thậm chí một số người trực tiếp cung phụng lão tổ hàng gia cầu nguyện lão tổ hàng gia hàng năm nạp thêm mấy cửa thiếp thất hàng phủ chiếm diện tích khá rộng phạm vi chừng ba bốn dặm nhưng giờ phút này cũng đã kín người hết chỗ vả lại các thân phận bất phàm không phải các thế lực lớn cao tầng Dòng chính, chính là linh quân trong thành các cái phú thương đại cổ, thậm chí thành chủ đều tự mình đến chúc mừng. Có thể nói là đàm Tiếu Hữu Hồng Nho, vãn Lai Vô Bạch Đinh. Thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp trong linh quân thành cũng đều hội tụ ở đây, đi theo bên cạnh từng vị tân khách. Cha, lý do chính là chúng ta linh quân thành Tam đại gia tộc một trong, có cần thiết để cho hòn ngọc quý trên tay cho hàng gia lão tổ làm thiếp thất sao? Ở trong phủ một gốc một vị cẩm y thanh niên đối với một vị trung niên nam tử thấp giọng hỏi, trên mặt có chút không cam lòng. Trung niên nam tử nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói: "Đem ngươi những kia tiểu tâm tư đều thu lại, hàng gia cũng không phải chúng ta có thể đắc tội." Lý gia Tam tiểu thư Lý Minh Mộng là linh quân thành đệ nhất mỹ nhân, có đông đảo người theo đuổi, trưởng tử của hắn chính là thứ nhất. Hung hăng trừng mắt nhìn trưởng tử, hắn lại nhìn thiếu nữ bên cạnh, ôn nhu nói: Tiểu Văn, đợi lát nữa phải biểu hiện thật tốt, nếu bị lão tổ Hàng gia coi trọng, trương gia chúng ta sẽ thăng chức rất nhanh. Ngươi cũng không cần để ý cái gì, Hàng gia lão tổ mặc dù gần 200 tuổi, nhưng lần này đột phá ít hại cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, dung mạo càng là khôi phục thời kỳ thanh niên, anh tuấn bất phàm, là nhất đẳng nhất mỹ nam tử. Cuộc đối thoại như vậy đang phát sinh ở các góc Hàng phủ. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ mang thiếu nữ xinh đẹp đến Hàng gia hàng gia lão tổ lần này đột phá đến ít hải cảnh, ý nghĩa tương lai hơn trăm năm linh quân thành đều phải lấy hàng gia cầm đầu, nếu là có thể giao hảo hàng gia, thậm chí kết làm thông gia, vậy thì thật sự phát đạt. Dù sao đây chính là ít hải cảnh đại năng. Có ít hải cảnh cường giả tọa trấn, linh quân thành tương lai sẽ càng thêm phồn vinh gấp mấy lần, sẽ mang đến lợi ích to lớn. Trong chính điện hàng gia, hàng lệ ngồi ở địa vị cao, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lắng nghe hậu nhân cùng với khách mời chúc mừng. Giờ phút này tâm tình hắn rất tốt, thậm chí có thể nói là vui sướng. Chịu đựng gần 40 năm, rốt cục đột phá đến ít hải cảnh, để cho hắn thở vào nhẹ nhõm thật lớn, cái này rốt cục có đầy đủ thọ nguyên. Về phần cưới đệ nhất Mỹ nữ linh quân thành làm thiếp, đó bất quá là nhân tiện mà làm. Cuối cùng cũng hết khổ rồi. Tâm tình hàng lệ rất tốt. Hơn 100 năm trước, hắn xuyên qua đến phương thế giới này lúc, chỉ là một cái 15-16 tuổi thiếu niên. Gia cảnh của hắn không tốt, duy nhất có thể lấy ra cũng chỉ có tư chất của hắn. Ở phương thế giới này, muốn tu luyện, nhất định phải có tư chất, đồ chơi này là trời sinh, cơ hồ không thể hậu thiên tăng lên. Không có tư chất, cả đời bất quá chỉ là phàm phu tục tử tâm thương. Mà người có tư chất, liền có thể bước lên con đường tu luyện, từng bước trở nên cường đại, cuối cùng trường sinh nhìn lâu, tiêu diêu tự tại. Đương nhiên, tư chất cũng phân cấp bậc, tổng cộng 10 cái phẩm cấp, bất nhập lưu, cửu phẩm, bát phẩm. Bất nhập lưu tư chất tối đa tu luyện tới cái thứ ba đại cảnh giới chân khí cảnh, từ cửu phẩm tư chất bắt đầu, liền có cơ hội đột phá đến tiên thiên cảnh, tư chất càng tốt càng dễ dàng đột phá. Tu luyện tới tiên thiên cảnh, mới thật sự là siêu phàm thoát tục, tuổi thọ cũng sẽ bởi vậy tăng nhiều, ước chừng có 200 năm đoán thể cảnh hoán huyết cảnh và chân khí cảnh cũng sẽ không gia tăng tuổi thọ tuổi thọ vẫn giống như người bình thường chỉ là thực lực bất đồng tư chất càng tốt tốc độ tu luyện càng nhanh cơ hội tu luyện tới cảnh giới cao thâm càng lớn tư chất kém tốc độ tu luyện cũng rất chậm càng về sau tốc độ tu luyện càng chậm muốn tu luyện tới cảnh giới cao thâm trừ phi có đầy đủ tài nguyên tu luyện chống đỡ hoặc là không ngừng đạt được các loại cơ duyên mà hàng lệ chỉ là bác phẩm tư chất, ở trong thị trấn tương đối xuất sắc. Hắn không cam lòng bình thường, không muốn bái nhập tiểu môn tiểu phái, vì thế ly khai linh quân thành, thậm chí ly khai phong dương phủ, tiến vào lôi châu rộng lớn tìm kiếm cơ duyên tu luyện. Cuối cùng hắn trải qua nhiều lần gian khổ, miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm nhập môn của đại phái lôi châu, bái nhập vào trong đó. Ngay từ đầu là ký danh đệ tử, hàng lệ cố gắng tu luyện, ba năm rèn thể viên mãn, 9 năm đổi máu đại thành, 20 năm chân khí đỉnh phong. Sau đó hắn lại tốn thời gian 3 năm cảm ngộ thiên địa, cô động ra một quả tiên thiên chân khí hạt giống, mới đột phá đến tiên thiên cảnh. Nói cách khác, hắn 16 tuổi bắt đầu tu luyện, đến đột phá tiên thiên cảnh, tổng cộng tốn 35 năm. Đây là bởi vì hắn bác phẩm tư chất, mới kham nổi tuổi thọ quá nửa liền đột phá, nếu là cửu phẩm tư chất, ít nhất phải tu luyện 60 năm mới có cơ hội nếu là hắn có nhất phẩm tư chất, từ bắt đầu tu luyện đến đột phá tiên thiên, tối đa cũng liền một năm thời gian. Tiên thiên một thành, liền siêu phàm thoát tục, ở người bình thường trong mắt tự như tiên nhân, thọ đạt 200. Tiên thiên cảnh ở thế giới phàm tục địa vị rất cao, ở trong một tòa thị trấn có thể trở thành hào hùng một phương, mặc dù ở trong phủ thành cũng có thể lăn lộn như cá gặp nước. Sau khi đạt tới tiên thiên cảnh, tự động thăng cấp làm đệ tử ngoại môn sau khi tài nguyên tu luyện gia tăng, hàng lệ càng cần tu không ngừng, lúc 120 tuổi tu luyện tới tiên thiên cửu trọng đỉnh phong. Dựa theo hàng lệ tư chất, nguyên bản là có hy vọng tại 150 tuổi tả hữu đột phá đến ít hại cảnh, đáng tiếc trên đường xảy ra sai lầm. Hết chương này. Chương 2 Đa tử đa phúc A Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 nhiều con nhiều phút sau khi đạt tới tiên thiên cửu trọng đỉnh phong 10 năm, vì tấn chức đệ tử nội môn, đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn, hàng lệ tự giác chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu bắt tay vào đột phá ít hải cảnh, cuối cùng tự nhiên là thất bại. Không chỉ có thất bại, còn để cho hắn bị thương không nhẹ, mà ngay cả căn cơ đều bị hao tổn, lại không có đột phá đến ít hải cảnh hy vọng. Hàng lệ không buông tha, tiếp tục cần tu, hy vọng xuất hiện kỳ tích. Lại tu luyện 20 năm, hắn vẫn bị vây ở tiên thiên cửu trọng đỉnh phong không nhìn thấy một chút hy vọng đột phá hàng lệ rốt cục tuyệt vọng hắn từ bỏ ở tông môn bên trong tu luyện xuống núi đi trở lại linh quân thành nhưng lúc này phụ mẫu đã sớm mất đi hàng lệ ai tháng một tiếng cuối cùng quyết định cưới vợ sinh con kéo dài hàng gia hương khói đây là cha mẹ khi còn sống muốn nhìn thấy nhất nhưng đã sớm không có cơ hội nhìn thấy năm đó hàng lệ ở linh quân thành tìm kiếm một phen cuối cùng tìm được một nữ tử có chút thích hợp. Tên là Lưu Nguyệt Tâm, tuổi mới 18, dáng người tốt đẹp, dung mạo xuất chúng, xuất thân từ một gia tộc nhỏ ở Linh Quân Thành, tư chất bất nhập lưu, lúc ấy cũng chỉ có rèn thể bác trọng. Loại tư chất này mặc dù có hàng lệ dốc túi truyền thụ, cũng không cách nào đột phá đến tiên thiên cảnh. Sau khi cân nhắc một phen, hàng lệ quyết định nạp thiếp trước, ngày sau tìm cơ hội cưới một người nhập phẩm tư chất làm vợ đây cũng là vì đời sau cân nhắc, cùng nữ nhân tư chất cao kết hợp, càng dễ dàng sinh ra đời sau tư chất cao. Nếu cuộc đời này hắn không thể đột phá đến ít hải cảnh, vậy để cho hậu thế đi hoàn thành tiếc núi của hắn đi, coi như là trong con thành rồng. Vì thế, sau khi chuẩn bị một phen, hàng lệ cưới lưu nguyệt tâm, trở thành thiếp thất đầu tiên của hắn. Tuy nói là thiếp thất, nhưng hàng lệ cũng chưa từng bạc đãi nàng, cho đủ lễ hỏi, các loại đãi ngộ làm cho Lưu Gia đều mừng rỡ tìm không ra. Dưới sự cần cù cày cấy của anh, Lưu Nguyệt Tâm nhanh chóng mang thai. Mười tháng sau, đời sau đầu tiên của Hàng Lệ ra đời là một nữ nhi, có tư chất cửu phẩm. Điều này làm cho Hàng Lệ rất là kinh hỉ, đời sau đầu tiên lại có tư chất không tệ. Căn cơ bị hao tổn về sau, đừng nói thất bại sau lại tu luyện 20 năm, mặc dù lại tu luyện mấy chục năm, thẳng đến chết già, hắn cũng không có chút hy vọng nào. Để cho hàng lệ kinh hỉ chính là, sau khi có hậu đại, bàn tay vàng của hắn rốt cục tới, mặc dù chậm nhưng đến, để cho hàng lệ vui mừng mà khóc. Hệ thống gia tộc Trường Sinh. Bồi dưỡng chủ nhân chế tạo một cái Trường Sinh gia tộc, biểu hiện cụ thể là: Hàng lệ mỗi nhiều một hậu đại, hắn có thể đạt được tương ứng khen thưởng, bao gồm tuổi thọ, tu vi, đan dược, thần binh các loại. Trước mắt là mỗi nhiều ra một đời sau hắn có thể thu hoạch được một năm tu vi một năm tuổi thọ cùng một bộ hoàng cấp cực phẩm công pháp, vũ kỹ, chú ý cái này khen thưởng là không cắt giảm, vô luận là đời thứ nhất, đời thứ hai, hay là đời thứ nhất, hàng lệ thu được khen thưởng đều giống nhau. Đồng thời, trong hậu đại nếu có người có tư chất tu luyện, hàng lệ cũng sẽ đạt được phần thưởng tương ứng, tư chất càng tốt phần thưởng càng cao. Thậm chí đời sau bắt đầu tu luyện, cũng có thể phản hồi tu vi cho hàng lệ. Hàng lệ sau khi hiểu rõ lập tức mừng rỡ đây thật đúng là nhiều con nhiều phúc a. À. Con gái Lưu Nguyệt Tâm sinh ra đã cung cấp cho hắn một năm tu vi, một năm tuổi thọ, một bộ vũ kỹ hoàn cấp cực phẩm cùng với tư chất của hàng lệ tăng cường một chút. Tu vi cùng tuổi thọ hai cái này ban thưởng mỗi lần đều có, đan dược, vũ khí, công pháp, bảo vật vân vân thì là ngẫu nhiên xuất hiện. Nữ nhi thứ nhất có tư chất cửu phẩm, hàng lệ đạt được một bộ phận phản hồi, khiến cho tư chất bản thân tăng cường phần thưởng này cần đời sau có tư chất tu luyện mới có thể đạt được căn cơ bị hao tổn để cho hắn cuộc đời này vô vọng ít hải cảnh nhưng hệ thống khen thưởng tu vi lại đánh vỡ cái này gông cùng xiềng xích hắn chỉ cần hậu đại đủ nhiều không cần tu luyện như thường có thể đột phá đến ít hải cảnh thậm chí cao hơn cảnh giới xét thấy như vậy hàng lệ trực tiếp không tu luyện hắn vốn là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong tu luyện nữa cũng không làm nên chuyện gì nạp thiếp nhiều tạo nhân tại mới là đại đạo khang trang chân chính A. Chớp mắt một cái, rất nhiều năm trôi qua, hàng lệ đã 195 tuổi, tiếp cận tiên thiên cảnh tuổi thọ đại hạn. Những năm gần đây, hàng lệ tổng cộng nạp không ít thiếp thất, mỗi một cái đều là bất nhập lưu tư chất, lục tục vì hắn sinh hạ rất nhiều hậu duệ. Cũng không phải là hắn không muốn nạp càng nhiều thiếp thất, hoặc là thân thể chịu không tiêu, chủ yếu là hệ thống có quy định, nạp thiếp có nghiêm khắc tiêu chuẩn phải có tư chất tu luyện nhàn sắc trên tám điểm điều này khiến cho phạm vi nạp thiếp của hàng lệ thu nhỏ lại rất nhiều chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm dù sao ở trong mắt người ngoài hắn là một tiên thiên cảnh tới gần đại hạn mặc dù là nữ tu mỹ mạo tư chất bất nhập lưu nguyện ý làm thiếp thất cho hắn cũng ít lại càng ít nếu bản thân không thể mở nguồn vậy để cho đời sau tạo người nhiều hơn tuy rằng khen thưởng ít một chút nhưng tích tiểu thành đại nha hàng lệ cổ vũ sinh sản, trực tiếp trọng thưởng, để cho bọn họ có thể lực tạo người, đã sinh sôi đến đời thứ tư, con cháu chừng 97 cái. Trong đó có tư chất tu luyện chỉ có 18 người, bốn người là tư chất cửu phẩm, những người khác đều là tư chất bất nhập lưu, nhưng điều này cũng làm cho tư chất của hàng lệ tăng lên rất nhiều. Sau khi tư chất tăng lên, hàng lệ tiêu hao tu vi tích góp từng tí một, khiến cho cảnh giới cũng đột phá theo, thành công bước vào ít hải cảnh tích hải cảnh có được 300 năm tuổi thọ, cộng thêm gia tăng hơn 50 năm tuổi thọ, hiện tại hàng lệ có thể sống đến 352 tuổi. Hàng lệ gần đây có thể nói dung quan tỏa sáng, còn có gần 160 năm tuổi thọ, cũng đủ hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Hơn nửa giai đoạn trước tích lũy là chậm nhất, càng về sau tốc độ tăng lên ngược lại càng nhanh. Nhìn hậu duệ và tân khách trong điện, trong lòng hàng lệ có chút đắc ý ít hải cảnh đủ để xưng bá linh quân thành tại toàn bộ phong dương phủ cũng coi như bên trên hào cường địa vị đã rất cao đây chỉ là hắn khởi điểm mà thôi sau này tu vi của hắn còn có thể tiếp tục tăng cường địa vị cũng sẽ không ngừng đề cao vì tránh cho trung đạo sụp đổ hàng lợi quyết định trước cẩn thận một chút mọi việc phải ổn định không cần nóng lòng nhất thời đi mạo hiểm lớn mưu cầu cơ duyên có hệ thống tại chỉ cần nạp thiếp nhiều hơn tạo người hắn là sống được càng lâu Tu vi lại càng cao, căn bản không có gì nguy hiểm, tại sao phải đi đánh đánh vết vết? Ở những người tu luyện khác trong mắt, hắn khẳng định là một cái khác loại, có hy vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn, ai sẽ không ngừng nạp thiếp, lưu luyến nữ sắc A, nhiều lắm tìm cái cùng chung chí hướng đạo lữ hỗ trợ lẫn nhau. Tham luyến nữ sắc chỉ biết lãng phí thời gian, cuối cùng rơi vào công giả trang. Lần này sau khi đột phá ít hải cảnh, địa vị của hàng lệ tăng lên lực ảnh hưởng ở toàn bộ phong dương phủ cũng tăng cường thật lớn, hắn đang chuẩn bị đi tìm một nữ tu mỹ mạo tư chất cửu phẩm, nạp làm thiếp thất, Lý Gia liền đưa Lý Minh Mộng tới cửa. Lý Gia tình huống hàng lệ cũng biết được, Lý Gia lão tổ là tiên thiên cảnh bác trọng, liền so với hàng lệ nhỏ hơn vài tuổi, cũng không có bao nhiêu năm sống. Chờ lão tổ Lý Gia vừa chết, gia chủ đương nhiệm tiên thiên cảnh nhất trọng có thể trấn không được, gia nghiệp lớn như vậy của Lý Gia rất có thể không giữ được. Cho nên sau khi biết được lão tổ hàng gia đột phá ít hại cảnh, Lý Gia liền đem đệ nhất Mỹ nữ Linh Quân Thành đưa cho hàng lệ làm thiếp thất. Lý Minh Mộng là thiếp thất thứ bảy của hàng lệ nạp, cũng là thiếp tư chất cửu phẩm đầu tiên, có cơ hội tạo ra hậu duệ tư chất bát phẩm. Hàng lệ mặc dù có vài thiếp thất, nhưng đối với mỗi một thiếp thất đều rất tốt, các loại tài nguyên hệ thống khen thưởng phần lớn đều dùng ở trên người các nàng, tỉ như trú nhan đan, diên thọ đan, tụ nguyên đan vân, trợ giúp các nàng tăng lên tu vi, kéo dài tuổi thọ. Lưu Nguyệt Tâm là đi theo hàng lệ sớm nhất, tuy rằng chỉ là tư chất không nhập lưu, nhưng dưới sự trợ giúp của các loại tài nguyên hàng lệ, đã đột phá đến chân khí cảnh tầng 7, tuổi thọ cũng kéo dài đến 140 tuổi. Nếu là có thể, hàng lệ vẫn là hy vọng các thiếp thất đều có thể cùng hắn đi được xa hơn. Sau hôn lễ, khách chủ tận hoang, hàng lệ cũng đi vào trong động phòng. Hết chương này. Chương 3 Bác phẩm tư chất hậu đại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 4 Tích biển cảnh lục trọng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 5 Tích biển cảnh bác trọng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 6 Thiên huyền núi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Nằm thắng thật là thơm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 8 Lão tổ lại lại nạp thiếp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 Trường sinh tinh túy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Chiếu cố sư huynh thê nữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.